Bonjour. Nous, ma femme et moi, on est coincés par la pluie. Hein? Et c'est pas normal parce que ce temps-ci, normalement, il n'y a pas de pluie. À l'approche du Tête, ça veut dire le jour de l'an. Tête là còn mấy ngày nữa? C'est dans 3 jours. 4 jours. 4 ngày hay 3 ngày? 4 ngày. 2 tháng 7 rồi. Ah, c'est dans 3-4 jours. Hein? Et il pleut comme ça. Ça veut dire quoi? Une pluie comme ça. C'est une pluie qui n'est pas normale. Đây là một cái cơn mưa nó không có bình thường. Ha? Mưa cuối năm mà mưa lớn á. Une grosse pluie. Et ça fait que les gens qui vendent, par exemple, les fleurs, et ils laissent les arbres, les arbustes dans la rue. Et c'est pas bien quoi, avec cette pluie comme ça. Những cái người mà họ buôn bán hoa rồi họ để ngoài đường mà mưa thế này là hư hết. Ça fait abîmer les fleurs. Voyez, c'est une pluie qui porte pas bonheur. Đây là một cơn mưa nó không đem lại cái niềm may mắn gì cho người ta cả. À. Et nous, on est coincés dans la rue. Và chúng tôi, vợ tôi và tôi là bị mắc kẹt ở ngoài trời mưa luôn. À, chờ cho nó tạnh mới về. Et depuis déjà 15 minutes au moins, chúng tôi đứng đây chờ hết mưa rồi, cũng 15 phút rồi đó. Ça c'est dans le quartier chinois de la ville. Đây là trong khu chợ lớn của thành phố. À, các bạn thấy. Il y a des gens qui circulent, mais bon, nous on préfère attendre. Nhiều người họ vẫn đi đó, nhưng mà chúng tôi thì chờ thôi. Parce que nous, on est déjà assez âgés, vì chúng tôi cũng lớn tuổi rồi. Đó. Còn vaut mieux prendre des précautions, tức là cũng nên cẩn thận. Mưa thế này về bệnh. Parce que on attraperait la grippe facilement avec une pluie comme ça. Và nếu mà đi mưa mà kiểu mưa trút nước này dễ bệnh lắm ha. C'est une pluie torrentielle. Ah, ça se voit, hein, vous voyez. Il y a des bulles. Vous voyez. Thấy, nhà đôi da đóng cửa không? Để nó có sang đâu, giờ lỡ rồi. Ướt thì còn cũng chịu thôi chứ. À, vous voyez. Il y a des bulles. Ils sortent. Bon. Les égouts quoi. Près des égouts, tức là cũng có chỗ tống thoát nước nhưng mà nhiều hồ thoát không kịp nước dài đặc. Il y a des égouts mais l'eau ne coule pas très bien parce qu'il y a trop de pluie. Nước nhiều quá do mưa lớn. Bạn thấy, voyez un égout là các bạn thấy có một cái ống cống đó. Nó si la pluie stop, l'eau va couler et la rue sera sạch à nouveau. Tức là khi mà hết mưa đó, thì nước nó sẽ rút xuống mấy cái ống cống này nè, và như vậy là đường nó sẽ khô ráo lại. Giờ không biết làm sao, cứ chờ thôi. Nous on préfère attendre, même si on a des imperméables avec nous. Chúng tôi chờ tuy là có áo mưa nhưng mà thôi, tốt hơn hết là chờ. Voyez ce monsieur là, il attend aussi. Này, anh cũng chờ nè ha. Để cái da lui aussi, da can đốt thì attend. Phía sau ảnh cũng có một người khác đang chờ. Có người đi mưa mặc áo mưa đi. La pluie fait que la rue est assez désertique. Tức là mưa này nó làm con đường này nó cũng vắng vẻ bớt. mà thấy rõ vắng người bớt. Et ça dure le temps que ça dure, on n'y peut rien. Chúng tôi cứ chờ thôi, hồi nào nó hết mưa thì đi, đừng cứ kéo dài tới lúc nào nó hết thôi. Mais on voit bien que l'eau est moins, il y a moins d'eau, hein? Nhưng mà nhìn đây thì cũng thấy là mưa nó cũng bớt nước rồi. À, nó rút vô. Ma femme préfère rentrer maintenant. Bon, on va faire comme ce qu'elle veut. Mais la pluie un peu calmée déjà. Thôi thì vợ tôi đòi về nên thôi cũng đi về, nhưng mà mưa này nó cũng bớt rồi. Chào các bạn nha. Au revoir.